Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các anh chị, các cô chú và các bạn đã tới với lại kênh YouTube An Lê USA này của An. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn, các anh chị, các cô chú thấy An hoặc là coi video của An thì An cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn, vì lúc nào cũng yêu thương và lựa chọn những cái video của An giữa hàng trăm, hàng ngàn những cái video ngoài kia. Đừng quên cho An xin những cái nút chuông màu đỏ nha, để mà mỗi khi An up những cái video về thuế, về đầu tư, mua bán stock thì các bạn, các anh chị, các cô chú mình sẽ là những cái người đầu tiên coi được hết những cái video của An. Thì hôm nay đã là tháng 4 ngày 6 tay rồi, tức là còn chưa tới 10 ngày nữa thôi sẽ tới tháng 4 ngày 18 tay, đó là cái thời hạn cuối cùng để mà khai thuế. Mọi năm á thì cái thời hạn cuối cùng để mà khai thuế cũng như là đóng thuế là tháng 4 ngày 15 tây. Nhưng mà tháng 4 ngày 15 tây của năm nay rơi vào Good Friday. Ra sở thuế người ta tự động gia hạn ra thêm một ngày nữa là tới ngày thứ 2 tháng 4 ngày 18 tây. Em biết được đó là ở thời điểm hiện nay có rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú. Thứ nhất á, là mình vẫn chưa chuẩn bị đủ giấy tờ để mà khai thuế. Có thể là mình có những cái business và mình cần phải đợi cái business của mình khai thuế xong rồi mình mới có được những cái giấy tờ để mà khai thuế cá nhân. Có những người thì hồ sơ có những cái trục trặc, chưa có lấy đầy đủ những cái thông tin để mà đi khai thuế. Hoặc là có những người, người ta đi khai thuế rồi nhưng mà người ta không có đủ tiền để mà người ta trả nợ thuế đúng tháng 4 ngày 18 tây. Thì trong cái video ngày hôm nay An sẽ chia sẻ cho các bạn, các anh chị, các cô chú, nếu như mà mình không có khai thuế đúng tháng 4 ngày 18 tây thì mình sẽ bị những cái gì, tiền lời, tiền phạt là bao nhiêu. Nếu mà mình đi khai thuế rồi mà mình không đủ tiền để mà trả cho sở thuế tháng 4 ngày 18 tây thì cái tiền lời, tiền interest sẽ là bao nhiêu. Và bên cạnh đó đó là nếu như mà mình muốn xin gia hạn thì mình sẽ có tới khi nào để mà mình xin gia hạn, thì theo dõi hết video này với An để mà tìm ra cái câu trả lời nhé. Đầu tiên á, thì An xin phép nói về cái phần gọi là extension, tức là gia hạn cái thời hạn khai thuế của mình. Thì mình có quyền gia hạn cho tới tháng 10 ngày 15 tây, nhưng mà mình phải làm cái gia hạn này trước tháng 4 ngày 18 tây của năm 2022. Nếu mà sau tháng 4 ngày 18 tây của năm 2022 rồi, các bạn không có quyền được làm extension nữa. Và extension nó rất là đơn giản, một là các bạn có thể tự làm online được, cái thứ hai nữa là mình có những cái văn phòng khai thuế đó thì mình có thể mang lại những cái văn phòng khai thuế mà bình thường mình khai, mình nói cho cái người khai thuế của mình biết là năm nay mình chưa chuẩn bị đủ giấy tờ và mình muốn làm extension, thì cái người làm thuế người ta chỉ cần nộp một cái đơn extension vô cho các bạn, các anh chị, các cô chú thôi, thì mình có tới tháng 10 ngày 15 tây, tức là mình có khoảng thời gian là 6 tháng để mà mình trả cái tiền cũng như là mình khai thuế, cũng như là mình, nếu mà mình bị đóng thuế lại thì mình trả tiền nợ thuế cho sở thuế. Nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình không có gia hạn thuế trước tháng 4 ngày 18 tây mà mình khai thuế sau tháng 4 ngày 18 tây đó thì mình sẽ bị cái tiền nó gọi là tiền late filing penalty. Cái tiền mà late filing penalty này á, nó sẽ tính của mình nó là 5% mỗi một tháng khi mà các bạn, các anh chị, các cô chú khai thuế trễ. Và 5% này á, là nó tính trên tổng cái số tiền mà mình nợ thuế lại. Ví dụ như là mình nợ thuế lại 1.000, mình khai thuế trễ một tháng thì có nghĩa là mình sẽ bị 5% trên cái 1.000 này đó. Tức là các bạn, các anh chị, các cô chú mình phải đóng lại cỡ khoảng là 50 đồng khi mà mình khai thuế, khi mà mình khai trễ. Nhưng mà nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình khai thuế trễ, mình không có file extension mà mình khai thuế trễ đi, nhưng mà mình không có nợ thuế mà mình được lấy lại tiền refund đó, thì mình sẽ không có cần phải trả cái tiền penalty này. Và nhớ giùm An nha, khai thuế trễ là mình không khai thuế trễ mà mình không có làm extension, mình phải trả cái tiền penalty tới 5% cho mỗi một tháng lận, rất là nhiều. Chỉ bằng với cái việc mà các bạn, các anh chị, các cô chú, nếu mà giấy tờ mình chuẩn bị không đủ, mình chỉ cần file extension với sở thuế thì nó có thể giúp mình giảm cái tiền penalty này, nên là rất là quan trọng khi mà mình không có làm xong cái hồ sơ thuế trước tháng 4 ngày 18 tây. Giúp dùm An thì báo cho cái người làm thuế của mình biết, hoặc là mình tự lên online để mà mình file extension để mà tránh cái tiền nó gọi là filing late penalty, tức là cái tiền mà khai thuế trễ.
Cái đó là tiền đầu tiên. Cái tiền thứ hai nữa đó là nếu như có rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú mình khai thuế rồi nhưng mà cái số tiền thuế mình đóng lại nó bị nhiều đi và mình không có đủ tiền để mà mình trả đúng tháng 4 ngày 18 tây, thì mình có quyền thứ nhất là mình xin gọi là installment payment, tức là các bạn, các anh chị, các cô chú là mình xin trả góp. Và khi mà mình xin trả góp như vậy là mình có trong vòng 60 tháng để mà mình trả cái số tiền này lại cho sở thuế. Nhưng mà khi mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình làm cái installment payment như vậy á, nhớ giùm An, sở thuế cho các bạn, các anh chị, các cô chú trả góp nhưng mà cái interest rate bây giờ là 5% cho mỗi một ngày mà các bạn, mỗi một tháng mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình trả trễ, và tối đa là 25% tổng cái số tiền nợ thuế mà mình phải nợ lại đó. Còn nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú mà mình không có làm cái installment payment luôn mà mình trả nợ thuế trễ đó, thì cái tiền phạt, tiền lời mình sẽ phải trả, thứ nhất là tiền lời, thứ hai nữa là tiền phạt. Và cái tiền lời á, nó tính theo mỗi một ngày, ví dụ như là tháng 4 ngày 18 tây là cái deadline để mà trả thuế, mình không trả được đúng nguyên một cái amount, nguyên một cái số tiền đúng tháng 4 ngày 18 tây mà mình cũng không có làm installment payment, mà mình đợi tới tháng 4 ngày 25 tây hay là tháng 4 ngày 30 tây mình mới trả hết cái số tiền đó lại, thì mỗi một ngày mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình đang nợ thuế lại á, nó sẽ tính các bạn là 5% mỗi một ngày, và cái này gọi là lãi suất cộng dồn. Ví dụ như ngày đầu tiên mình nợ 1.000, ngày đầu tiên á là mình phải trả là 1.005 đồng, ngày thứ hai nó sẽ tính 5% trên cái 1.005 đồng, tới khi nào mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình trả hết cái số tiền này thì thôi. Thành ra rất là quan trọng, giúp giùm An nha, nếu như mà mình không có đủ tiền để mà mình trả sở thuế đúng tháng 4 ngày 18 tây thì mình trả trước một phần, phần còn lại á mình lên mình làm cái installment payment để mà mình trả ra mỗi một tháng. Còn hơn là nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú mà mình đã biết là mình nợ thuế lại, mình không có tiền để mà mình trả, mà mình cũng không có xin với sở thuế mà làm installment payment nữa, thì cái tiền lời nó tính mỗi một ngày là 5%, rất là nhiều luôn. Và các bạn biết á, một khi mà mình nợ của sở thuế là mình không có trốn đi đâu được hết. Khi mà các bạn, các anh chị, các cô chú không có respond trên sở thuế mà mình nợ tiền của sở thuế người ta có quyền, người ta rút cái tiền này trên từng cái paycheck mà mình đi làm. Trước khi mà cái tiền á các bạn đi làm về cái bank account của các bạn, là sở thuế người ta sẽ lấy trước, tùy theo cái income của mình, người ta lấy trước 15%, 10% trước. Và có những trường hợp, ví dụ như các bạn, các anh chị, các cô chú mình để tiền ở trong bank account đó, sở thuế người ta cũng có quyền đinh vô trong cái bank account của mình để mà người ta trừ cái tiền mà người ta nợ thuế trước. Thành ra đó, giúp giùm An, thứ nhất á, để An tóm tắt lại, thứ nhất, nếu như mà không có chuẩn bị kịp giấy tờ để mà khai thuế đúng tháng 4 ngày 18 tây thì khai extension trước giùm An để mà tránh cái tiền penalty, cũng như là cái giảm cái tiền penalty nếu mà mình có phải đóng. Trường hợp thứ hai nữa đó là nếu như mà mình có những cái nợ thuế và mình khai thuế rồi, mình biết là mình có những cái nợ thuế, tranh thủ trả tiền trước tháng 4 ngày 18 tây giùm An. Nếu như mà không đủ tiền để mà trả trước tháng 4 ngày 18 tây thì mình làm những cái mình có bao nhiêu mình trả trước bấy nhiêu, phần còn lại mình làm cái installment payment plan để mà mình trả góp mỗi một tháng. Còn không là các bạn, các anh chị, các cô chú mình sẽ bị end up trả nhiều hơn là cái tiền mà mình nợ nữa, và tiền của sở thuế là không bao giờ các bạn, các anh chị, các cô chú có thể trốn đi đâu được hết. Thành ra giúp giùm An, đây là những cái lưu ý mà An muốn nhắc nhở mọi người để mà mọi người hiểu hơn về cái tiền lời và cái tiền phạt mà mình khai thuế trễ cũng như là mình đóng thuế bị trễ. Còn nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình chưa chuẩn bị đủ giấy tờ nhưng mà mình cũng không có bị đóng thuế lại thì mình cũng sẽ không có bị penalty, cũng như là không có bị tính tiền lời nha. Chúc mọi người có những cái ngày làm việc, học tập thiệt là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình, người thân. Bye bye bye.